ngon quá trời luôn. Không không, mướp này nè Thím, Thím ơi. Hủ qua tây á. Quên, không biết kêu quán gì. Lấy gì nửa ký đó đi. Đó một cái đó nó mặn để riêng đi. Ở thôi có ai lấy chưa? Có nước chị ra, có chị chơi cái mấy cửa đây. Dạ không. Mấy chị hai củ khoai môn này đi. Lấy cho cô, lấy cho cô giấy hủ quà đó quay phim ơi. Cho cô mượn cầm quay phim. À, sao nó ngộ vậy? Mới thấy luôn á mọi người. Chắc ăn đắng ngét luôn quá. Không đắng hả? Dạ, hai chục ngàn. Không? Không. Trời thấy nhóc bụi nhả trơn mà không biết ai chồng nữa. Chị hai bó đó. Ờ hèn chi thấy nhóc bụi ở nhà trơn. Hai bó rau cần đi, hai bó rau len. Đâu có, đăng YouTube á. Hai bó rau len. Hai bó rau cần. Quá không đi chợ kìa, gửi chị không à. Ủa chị em có thiếu tiền không? Tính rồi, hết rồi. Hết hả? Cho em ký này coi về trộm ăn. Trộm. Phải có trái dừa ấy ha. Phải có trái dừa hơi dám vỏ. Dừa đi chỗ ta nào đó, ta nãy em muốn. Không, tôi khô không à. Có, nói dừa ăn cái gì. Hết thiếu tiền chị rồi phải không? Không có đâu cô ơi. Ký nhiêu vậy chị? Bán cô 30 ngàn. Ôi trời ơi, ký nhiều quá vậy. Về cô còn xảy ra nữa mà. Cái này phải của Thái không chị? Cái này của Sóc Trăng. À vậy hả? Được không, mai làm cái của Thái với em ăn ngon lắm. Thôi lấy cho em ít thôi, lấy đại 1 ký đi. Bán hai bó rau dừa đi chị. Hai chục ngàn rau má đi chị. Mua đi súng này 48. Đo. Dạ con không ăn ngang. Thôi 110 ấy cô cái đầu đem về đi. Cái đầu đem về à. Cái đầu tuyệt vời luôn con. Cô về còn bún thôi đi.
Cho em 5 cái bánh tiêu đi. Nhiêu vậy chị? 3 bánh tiêu mà còn biết làm nữa không biết. Kém quá trời. Mấy chị hai bó đi. Có khoảng nửa ký không Thím? Thím ơi, có khoảng nửa ký không? Cái này Thím mới cắt được có nhiêu à? Cô làm gì em ăn với cô? Hả? Làm gì em ăn chứ? Chắc cô về cô làm cháy tỏi quá. Chợ hay quá vậy? Dạ. Làm anh nuôi hả? Dạ. Cho em ký đi vậy. Thôi em lên em gửi. Và thì em cũng xem mình không khi lòng ta đã trong lời vô nghĩa. Cứ xem chúng ta hơn thua được chi. Chờ mùa xuân đến tổ màu bóng, chờ tình yêu đến như con thơ. Em lòng khao khát nơi về nước nào, chờ bàn tay đến đưa mình đi, chờ bàn chân biết đi về đâu. Em chờ cái không các bạn. Cái bánh khọt á, mà cái bánh khọt mà bỏ vô cái hộp á, cái đem về ăn có hết cái biết ngon rồi. Dạ, vậy mà mốt cô nói gì để mâm đi, em để mâm cho. Nó bánh chua ha. 35 ngày. Để mày giao mắt rồi ăn con súng đi cho nó đẹp. Máng lên xe cho em nha. Có hai trái bầu ngon quá. Bảo hiểm.
Chị hai cho em ly cà phê sữa. Lâu dữ rồi mới thấy con thấy con đẹp quá. Quay quay đăng YouTube. Chị hai ai gì kêu nhà chị hai lấy phim này kìa. Quay nhà cho nhiều. Chờ em ly cà phê sữa rồi. Mấy đứa nó làm sao chứ em cũng nhớ cà phê chị. Ớt xỉu cà phê nghe chị. Đâu dữ vậy, mà Thanh đi đâu vậy? Đây là... Không có đi chợ, có gì đó kêu chị hai với mấy đứa ở dưới không à. Mày quay đi, gửi đi đâu vậy, đi Trung Bắc hả, Hậu Hà Nội. Quay đăng trên YouTube đó lên coi. Ta chút nó chả bắt quá xanh chỗ ngay nhà bà Sinh Thảo đó. Bà Sinh Thảo bước cho thúc đó. Dạ Bạch Kim hả? Dạ Bạch Kim. Có tên chính không? Dạ. Nhà em không có cái quán nữa hùn đó. Buồn hiu luôn á. Chị hỏi anh Toàn mới coi vắng que à. Bởi vì có cái quán nó vui. Người quen không? Con được xa, tôi bắt qua sang nước mà lấy rồi được. Hai đò hai đò dương còn tám thôi. Còn tám hay năm ba dạ con bán lấy rồi. Bán lấy gà với chưa đó. Nhiều vậy chị. 10,000. Cái ống nó chín chưa? Chín rồi, chín ống ngon lắm cô. Bán 1 ký. Xích xích qua cho ông quay thịt đâu coi. Dưa leo thêm cô, dưa leo ngon cô. Thay lại đây cười cái coi. Chị kẹp. Con quay đăng YouTube hả? Cái đồ xì dư ngàn của con rồi nhiêu vậy em? 12,000 rồi cô ơi. Rồi đừng có 3,000 đừng quên chung đi. Mới mua ở dưới 2 kg rồi. Tổ ong đi ơi. Thôi con ghét tổ ong lắm. Con dép nữ đi. Dạ cái nào không trơn. Thầy trong còn tấm không? Thôi đừng lấy tím thôi, lấy màu gì đây ta? Màu gì con, màu trắng, màu xanh, màu đỏ. Đỏ không thôi cam đi cô. Để vô nó trơn á. À đây dép tổ ong màu cam nè. Nhưng mà con ghét dép tổ ong á. Màu đỏ. Ở màu cam kìa, lấy màu cam đi xanh để cho người ta. Thôi, thôi, đây ghê lắm. Lấy này nghe con, màu này chứ màu đỏ kìa, cô lấy màu đỏ cho con đi. Đỏ nè. Chợ xong giờ về mới ăn sáng nè mọi người. Cái đầu cá nè anh em. Mọi người ăn sáng với tiếng nha. Ngày mới tốt đẹp nè. Ăn sáng xong uống video hôm nay rồi là lao động tới chiều luôn đó.